Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Sang Audio. Thì ngày hôm nay em lên thanh lý cho bác và anh em mấy bộ mic nha. Beyer BS790 mặt tay nhôm và dòng vang GD Gutin KM5 Epic. Thì em sẽ nói về phần mic thôi nhé. Mic thì em đang còn 3 bộ mic đuôi chuột, thì em sẽ để giá rẻ cho bác và anh em để các bác và anh em dùng. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cho bác và anh em một bộ mic Beyer 790. Thì bộ mic này là bộ mic đời cao các bác nhá, cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc. Đấy, chỉ duy nhất là nó có một cái chấm đen của một tay mic ở góc màn hình như này các bác này. Đấy thì em để cho bác và anh em với giá là 1.800.000 bao ship các anh nhá. Đấy thì tay bên này là ok này, tay bên này là hoàn hảo các bác nhá. Còn tay bên này thì cái góc ở trên màn hình này nó có một chút chấm đen. Đấy, chút chấm đen ở trên màn hình như này. Đấy thì nói thật sự các bác và anh em cái này thay đơn giản nhưng mà nó vẫn dùng vẫn nhìn như này là quá ok rồi đúng không ạ? Thì em để rẻ cho bác và anh em về dùng. Đấy, tay của nó là tay màu vàng gold và lẫy pin nó còn nguyên bản, nguyên zin, cực kỳ đẹp. Và dòng mic này phải nói là rất hay các bác nhá. Dòng mic này cảm rất hay và đầy đủ tính năng cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc. 1.456 mm. Đấy thì em cũng đang kết hợp với chiếc vang GD Gutin cho chất âm eco dị vật rất mượt. Đấy thì bộ mic này em để các bác em là 1.800.000 bao ship này, còn chiếc vang GD Gutin để cho bác em là 1.600.000 bao ship nhá. Bác nào mà lấy mic hay là lấy vang thì có thể là liên hệ với bên em. Còn đây thì em có bộ mic Beyer vỉ tím. Thì dòng này nó cũng thuộc của dòng mic 790. Đấy, tay đuôi chuột các anh nhá. Và con này thì em để cho bác em là 1.600.000 cảm biến ngắt và cảm biến gia tốc. Thì nó sẽ chỉ còn đèn điện tử thôi. Đấy, thì khi các bác và anh em bật lên thì nó sẽ không có cái đèn vàng nữa vì nó bị cháy bóng rồi. Đấy, cái bóng vàng thì nó đã bị cháy thì em không muốn thay các bác nhá. Thì em để rẻ cho bác và anh em dùng. Cái này thì về các bác và anh em dùng vẫn bình thường. Đấy, khi bật lên thì nó chỉ có thông số điện tử như này. Đấy, vẫn có quả pin này và vẫn có thông số đầy đủ trong màn hình của tai mic. Thì nó chỉ có không có cái đèn vàng nữa thôi. Thì em để cho bác em là 1.600.000 bao ship quá nhá. 1.600.000 bao ship. Đấy, chất âm của dòng mic Beyer vỉ tím thì quá hay rồi. Đấy thì giá là 1.600.000 bao ship quá nhá. Và đây còn một bộ mic Beyer 790 tay màu ghi hoàn hảo. Bộ này thì hoàn hảo xuất sắc quá nhá, không có một lỗi lầm gì cả. Thì em để cho bác và em là 2.200.000 bao ship. Đấy, 2.200.000 này, bộ hoàn hảo, không có một lỗi lầm gì này. Đấy, không tì vết này các bác này. Và một bộ 1.600.000 là không có màn led vàng này, chỉ có đèn điện tử các bác nhá. Và 1.800.000 là tay nó có một khuyết tí đen ở góc đây. Đấy. Và một chiếc vang GD Gutin giá là 1.600.000. Đấy, bác nào mà quan tâm đến sản phẩm mà em báo giá em thanh lý ngày hôm nay thì liên hệ với Hương Sang theo số điện thoại là 0979987696. Xin cảm ơn tất cả bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.